đó, bà Thùy nhà mình đó. Được chưa? Rồi. Ngồi đây chưa? Đủ không? Đủ không? Trời ơi, đủ. Xem coi. Hả? Đủ. Dạ. Đó, đang đó, đu quay. Cầu này hả? Ừ, đặt kêu là Jack Cartier. Jack Cartier. Jack Cartier. Nhanh nhá. Trời ơi. Chắc cặt thì gì có cặt, cái cặt vô lỡ nó tia ra. Bà mẹ nó con mẹ già này thiệt. Cái tên hai gần chết bả dịch quỷ gốm mẹ. Là nó nổi tiếng rồi. Thôi cái postcard đó, nó hay để hình cái cầu này là cái địa điểm đặc trưng. Ô vi đâu vô đây được, đúng vậy luôn. Ông sách AV vô đây ông chích ngắt, ông khóc trong đây luôn. Ông được không ra được luôn. Vô không được luôn, ra không được đúng vậy luôn đó. Ở cầu này giống như cái cầu ở bên Phúc Bình đó mâm ha. Rất là New York mâm ha. Cái này nó giống như đau thang của nó hả? Đây mình đang vô đau thang. Ờ. Nó là đau thang Montreal hả? Okay. In 100 meters, turn left, then exit auto refill Marie West. Ờ, mình cứ nghe nó sắc là cơ Mary, sắc là cơ Jesus, là Thánh Tâm Chúa, Jesus. Nước thờ đam, cái nước thờ đam là nhà thờ Đức Bà. Ờ, cái nước thờ đam là... Là nước nào cũng có nhà thờ Đức Bà. Ờ. Cái tưởng nói chuyện đem nó ủa sao đi đâu mà cứ nghe nó chuyện đem mà thấy giống như nổi tiếng này này. Công nhận cái iPhone này nó quay cái này đẹp thế luôn đó anh. Nó đẹp ghê luôn á. Còn cái wow, cái mùa thu ở bên đấy đẹp như cái mấy cái cây phong này nè, maple tree á. Nó đổi màu á, vàng tím đổi màu màu rất là đẹp nha. Mình nghe tiếng Pháp nghe đọc đọc như tiếng Hương ha. Chỗ này giống giống Sài Gòn đấy. Đường này qua xong rồi cái gió hai đứa con xong rồi cái hôm bữa cũng lúc mà vắng á ban đã biết xong đăng ký đi học, vừa đăng ký đi học xong cái bán tiệm giờ đi làm chỗ khác xa hơn. Mà sao mẹ Dương nó phải bắt đi học tiếng Pháp mà nó mới cho thi quốc tịch hả? Cái thời của mình đó mình thi bằng tiếng Anh. Turn right on Route Saint-Ali. Nói được là đi thi được, còn bây giờ bắt đi học. Ông không đi học ông không có bằng nên trong thi. Thời tôi là vậy đi thi thôi, không cần học không cần. Nghe nó dễ hơn phải không? Nghe tiếng Pháp mà mày đọc muốn thuộc ngữ vô trong học. Gì nữa? Nó giống đực, nó giống cái rồi a rồi in rồi. Trước mình giống như phố tàu kìa, Chinatown đó. Đi hồi nóng người lên nè Dung. Phải đi giống New York lắm anh, không nhớ không? Trời ơi, mới qua cái mấy mẹ con đi bộ đi về nhà, cái trời ơi, ngủ ngon lành luôn. Có đem xe đẩy cho mấy đứa nhỏ. Không, đó đi bộ à. Trong mình thấy các bạn có chú đậu không?
left on Rue Saint Antoine West. Thường như là thờ trong mấy nhà thờ nó có chế độ á. Vậy thấy bà ở đó đó hả? Phải nó không? Là Notre Dame hả? Chữ Pháp đọc là Notre Dame hả? 300 meters, turn left on Rue de la Commune West. Giống New York dễ sợ chứ. Bây giờ mình phải mua ticket vô, ok? Là tại vì không phải làm mask. Mask thì vô free, nhưng mà khi mà mask á, thì là mình không có được quay phim, mình không được gì hết. Nhưng mà visit á, mình là mình phải mua ticket, mình get in. Thì mình mua ticket thì mình muốn quay, mình muốn chụp hình, mình muốn làm gì cũng được. Trong này đậu được không? Private. Ôi, đẹp chưa? Dưới đây. Wow. Ở nhà thờ không ha. Mong cái này giống như ở dưới bên sao phải nào nhá. Đi xuống á, nhà thờ không à. Cho nhảy Lambada này. Được không? Được không, Lambada? Man, Ovi đâu vô đây được. Đúng vậy luôn. Ông sách Avi vô đây, ông chích ngắt, ông khóc trong đây luôn. Không ra được luôn. Không được luôn, ra không được, đúng vậy luôn á. Không biết quẹo, không biết quẹo ra sao luôn. Đây mình có bạc kênh. Anh em có thua, tao dắt bây giờ người ta đi. Dắt mừng quá, bạc kênh đài. Ai có đi ra lét vô đây nha. Ôi sao biết có bạc kênh, sao biết? Bây giờ mình tới rồi, mà nãy mình không có đường vô. Ờ, 20 đồng quá hả? 20 đồng. Ừ, 20 đồng, 20 ca đa. Cái đầu là mặt xe hả? Mặt xe là chợ. Ờ, mặt xe là chợ. Đó. Lớn không? Thì những anh Pháp nó lớn rồi. Năm trời à. Mấy năm trời mà phát phát nó đọc mấy số đếm hay đếm tiền là mấy số đếm tiền. Cái khu này là khu này là chợ thôi gì phải không? Vô không? Vô luôn. Đó, nhà thờ đó. Nhà thờ nó gọi là gì vậy? Nhà thờ hả? Là cái gì đây mà khu gì? Gì là khu gì hả? Thầy Mẫu Tâm gì đó phải không? Nó security rồi nên nó là security nào đi? Security hả? Mấy là chùa gái nó dắt mình đi ấy. Wow, đây là đủ thứ nhạc luôn nè. Cái hát Falling Love rồi con. Của Every Passing nè. Cái này vặn đi. Rồi nó có nút vặn đằng sau hả? Dưới hả? Rồi, này vặn đi. Rồi. Thở bài đó hả? Ủa nó gặp là thầy nó gặp là Arrest hả? Arrest là stop. Nó gặp là Arrest đúng không? Còn kia là sorry hả? Sorry là exit hả? Salty với Arrest. Đó, đây là restaurant gì đó. Ở cái thao này cũng quá trời đông như người nhúc luôn nha. Chỗ này là cái đường chính hả? Đường chính đó hả? Wow. Oh. giống như là bên New York á, mà biết không, giống như cái chỗ Times Square vậy đó. Cái này giống châu Âu vậy. Châu Âu hả? Khúc này mấy người đứng đây thì mình chụp cho đó. Đây thấy cảnh sát quá trời luôn đó. Đây cảnh sát không. Ủa chú đi vậy là ngày mai chú đi nổi không? Dưới này là bến tàu rồi nè. Anh này ơi. Tôi nói thiệt
đây là bong bóng cái gác không luôn đó. Ồ đâu có thấy chưa, đó đi nè kìa, hai đồng kìa. Bằng bóng rồi nó cô làm nó làm mấy ký tự hình tượng thì giác không? Con đi xe là con khổ lắm, nhưng mà con đi bộ đi xe. Cái khu phố Pháp này nó sầm uất nha, người đi lại quá trời luôn, giống như mình đang đi qua nước Pháp vậy các bạn. Tiếng Pháp không à, anh này mới đi qua Pháp cũng như vậy thôi, đi coi vậy thôi nha. Anh này đâu vậy? Cái này nó đang nó sò kìa, đi ra bãi bến tàu. Tự nhiên đi tới đây bà sợ bà. Này, chung hình bà này bây giờ gì bà nhát lắm, phá với mà nhát lắm. Vào đây hả? Ờ ờ nó hái mình ra hả? Đây là các bạn thành phố cổ nè các bạn, là thành phố Pháp trong thành phố cổ này đó. Mà cái xe cổ bên đây ông nó chật chội luôn nè, đi người ra vô rất là nhiều. À, trước mặt mình đó các bạn là nhà thờ Đức Bà đó, à, nó gọi là Notre Dame đó. Vậy ở đây á, là cái mà thú vị nhất là đi bộ các bạn ơi, là ngắm cảnh thành phố này nọ, chứ đi xe hơi là rất là bất lợi, rất là bất tiện. Vì vậy vì các bạn thấy không, nó kẹt xe cứng ngắc đây luôn, đường xá hay nhỏ nữa. Vâng, thì Đức Bà Notre Dame các bạn thấy đẹp chưa? Kiến trúc này vĩ đại vậy, lớn là lớn. Đây là cái thờ Đức Bà mà đẹp nhất ở Canada này đó các bạn. Ở đây ai cũng lo ngắm cảnh hết cho nên xém là lạc nhau rồi này. Như là phố tàu cách đây, cách thờ Đức Bà này là bao nhiêu? Phố tàu cách này chừng cây số. Một cây số ở bên Canada nó không có dùng dặm như mình nha, mà ở Canada dùng cây số lít giống như Việt Nam mình á, lít với tấn, nó không dùng pounds. Ở đây nó hay chưa, xe chạy dưới đây là khó chạy nè, đi nó bấp bênh bênh nè. Thì đang đứng ở bên Canada, đây là nhà thờ Đức Bà Notre Dame ở bên Montreal, Canada đó. Nhiều quá rồi chứ không. Wow, nhìn thấy cái bà đẹp chưa? Hai bên là những hai cái tower lên thật là cao. Rồi. Trước mình giống như là cái quảng trường á, đằng trước mặt nhà thờ Đức Bà ở Notre Dame đó. Cái tòa nhà building này cao chọc trời này, rất là cao này. Cái khu này thì mình đi bộ mình ngắm cảnh nó đẹp lắm, rất là đã. Xe cộ ở đây thì hả nó sạch cứng luôn này. Sinh hoạt ở cái quảng trường này rất là náo nhiệt nha các bạn, từ trước cái nhà thờ Notre Dame đó. Bây giờ mỏi chân quá giờ ngồi đây nghỉ mệt nè, trước cái thờ Đức Bà Notre Dame này. Ở này xuống phố tàu nè, để đi ăn đêm phở phải không? Đêm phở hả?
bên phở rồi. Đấy, mình đi này đúng không? Tôi đây giờ nhiệt độ ngoài trời rất lạnh nha, ở chừng 1 đến 2 độ C đó, lạnh lắm. À, xe đạp mới này. Rồi, điếc luôn. Nhìn là thấy tiếng Pháp không là mình không biết muốn sao luôn. Rồi, định muốn đi xe đạp thì em vòng thành phố chơi. Bây giờ không biết tiếng Pháp thì không biết là muốn sao luôn, thì đi bộ thôi. Ở đây là tiếng Pháp không các bạn. Ở cái thành phố cổ này của Montreal nó giống như tiểu bang New York vậy các bạn, giống như New York City vậy đó. Mình đi bộ cũng rất là vui và nhộn nhịp lắm. Bên này chơi thao hả? Phi. Phi. Cái này chơi thao hả? Vậy là mình đang đứng trước cái Chinatown đó các bạn, ở nước Canada đó, Montreal. Đó là Montreal, thành phố lớn thật của Canada đó các bạn. Bây giờ mình vào trong đây mình xem coi ăn uống đã bụng rồi. Thấy không? Xuống đây là bắt đầu thấy xì xèo rồi đó, xì xèo hướng tàu rồi đó. Mua xỉ lã rồi đó. Mì nó làm tại chỗ luôn. Ok. Mì làm có tại chỗ luôn. Rồi. Thì như coi, cái nào ngon thì nha. Đây là. Ok. Một tô mì đây là 15 đồng 95 sen. Rồi ok, thì có buffet nè. Ăn phở đây rồi, cũng được. Nói gì mình Việt Nam nha, mình đi đi bánh cam hả? Ok. Có đủ thứ hết con ơi. À. Phố tàu nè. Ôi. Qua cho tao qua kìa. Xe đang đợi kìa. Sao mới gọi là trà sữa đó. Ở này nhìn giống Việt Nam chưa ha? Coi nè. Chợ lớn á. Ừ. Nằm đâu? Ở Phở Bắc đấy hả? Phở Bắc không? Phở Bắc. Hả? Qua Phở Bắc ăn ngon. Phở Bắc ngon hơn hả? Ok. Qua cho hụt quay cái tiệm. Ok. Ồ, đây Phở Bắc mình có người Việt Nam đó nha. À. Ồ, cũng đông quá vô. Phở Bắc cũng đông quá ấy. Ờ, bữa nay cũng đông hết hả? Ok. Hồi điện đây nói là phần ngon hơn thì ok. Ờ, đó, cái nó cộng. Ok. Ừ. Muốn vô tiệm này là này biết là new đồ này. Oh my, that's so cool. Nó bỏ cái đó vô có ăn, nó giống như là mình sắp tế. Nó nhìn có mẹ nó bên
làm hay quá, nó kéo ra cái gì nó tơi ra ha, hay quá ha, nó kéo từ mì sợi tơi ra nhỉ. What is this? He has oil. Wow. Bạn đông cái sợ chưa? Vậy là ngồi xếp hàng các bạn. Ở mình là 7 người. Nếu mà mình đi chỉ 3-4 người thì nó vô mới nhanh. Thì 7 người phải đợi. Rồi đó, ngồi cái đây nè, như cái này nha. Okay. You ready? You hungry? Yeah. Là cơm tấm này hả? Mình review cái menu ấy, coi nè. Hả? Cái này là gì đây? Hả? Cơm xiên bì nè. 15 đô la Canada đó. Cơm ba màu, như cơm ba màu. Thì nó có 6 đồng rưỡi. Rồi cơm gà sườn thì thực sự ra nó cũng bằng bên Mỹ ha. Dạ. Dạ, còn giá thôi. Còn có muối chả giò rồi. Phở không? Có. Phở đủ hết. Rồi. Order a small, large and extra large. Dạ, order kìa. Extra large là 15 đồng 50. Dạ. Cái đặc biệt nhỏ không được bao. Tái làm gầu nước trong. Đây là gầu. Vừa gầu. Hay giá trùng có không? Giá sáu. Giá sáu. Giá trùng, giá trùng mình xin giá trùng. Ask for giá trùng mà, giá trùng á. Trùng hết, xin trùng. À, còn cái kia cũng mua hết. Hai phần nhỏ kia, đây phần nhỏ của nha, dạ. Coi nhìn hấp dẫn kia. Wow, tô phở của mình đó là tô lớn, tô xe lửa đó. Vừa vậy đó, đây tô nhỏ nè. Thôi cảm ơn, cảm ơn. Nó đặt là cơ ba màu phải không? Dạ chưa? Chú ký là lúa bò Huế. Đó, mình là cái sườn. Cái sườn nó bự vậy đó các bạn. Đây là chè ba màu đó nha. Rồi, chè ba màu của ấy nè. Đó. Ở đây thì bún nó hơi kim nhường nha, phải không? Bún nó hơi kim nhường, ngon không? Được, không có sắc xảo. Không có sắc xảo, ừ. Phở đây thì cũng thơm lắm. Bò tái thì bò cũng mềm lắm. Xuất sắc thì không xuất sắc bằng thằng San Jose á, thì bang California phở rất là ngon. Cái này đâu cũng xếp hàng đấy nha. Ha. Đi đâu ngoài xếp hàng đó. Rồi là cái Sere Cafe. Cái này nó đề M là gì? M là medium hả? Còn chia là lớn hả? 8 đồng 99 với lại 9 đồng 99. Bây giờ tụi mình mua bubble tea rồi. Bây giờ đi trên đường đi về trở lại phố Pháp vừa rồi để lấy xe. Đây là cái khu của Chinatown này các bạn, cổng của Chinatown này. Đi từ sáng đến giờ luôn á. Đau bụng mất đi, em mất đi. Mất đi nằm bị chung quá. Nấu được không? Đó, giờ tối rồi đó. Mà chơi giờ 1-2 độ C các bạn. Đó, điều phối lên đèn nữa. Ở đây thì giống như bên New York City vậy các bạn.
Nếu mà ở đây á, thì đi sắp quay cũng tiện nhất luôn. Để lái xe như cái đường nhỏ, cả xe ghê đó. À, tối đó. Để nó lên đèn này. Hay đàn. Dạ. Mỏi chân chưa? Về nhà nhá. Về nhà nha. Đi chơi nữa không hay về nhà? Đi. Đi nữa hả? Hả. Đây, không quản đường xá xa xôi ngại ngoại cái khổ quen rồi, ok. Công nhận buổi tối ở cái phố Pháp này đèn cũng nhộn nhịp lắm, rất là đẹp. Chỗ này nhỏ các bạn, không có chỗ đậu RV. RV là vô khu này không có được. In 500 meters, turn right on Rue Saint Antoine East. Turn left on Rue Notre Dame East. Turn left on Rue Notre Dame East. Đèn màu quá trời kìa. Ờ, nó gọi là cầu gì nữa là quên mất tiêu rồi. Chắc cạc tia. Về đêm. Wow, cái cầu này đêm á, đèn nó chạy lên xuống rất là lung linh đẹp nha. Vậy là các bạn đã xem qua phố Pháp với khu phố tàu trong cái thành phố cổ của thành phố Montreal, Canada này rồi nha. Thôi mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới nha.